Trong cái kiếp trái đất này có bốn cái chỗ gọi là điểm bất di bất dịch. Bất di bất dịch. Mà thường thường người ta chú ý tới cái điểm bất di bất dịch thứ nhất thôi. Là cái Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ Đề Đạo Tràng là nơi mà có bốn vị Phật chứng vô thượng chánh giác ở tại đó. Là trong thời trong cái kiếp đó này có năm vị Phật, là khởi đầu là Đức Phật Các Cú Sanh Thá, tiếp theo là Đức Phật Conagamana, tiếp theo là Đức Phật Kassapa, rồi Đức Phật Gotama và cuối cùng Đức Phật Mettayá. Năm vị Phật này thì sau này ở chỗ Bồ Đề Đạo Tràng này nè, tức là cái khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng này nó rất lớn, nó rất lớn, nó không phải như nhỏ bây giờ này, ở giờ này chỉ là một góc thôi. Cái khu vực mà giác ngộ gọi là Bồ Thí Măng Đá đó. Bồ Thí Măng Đá, ví dụ là dòng đá giác ngộ đó, thì nó rộng khoảng có 8 cây xá. Tám cây xá nó tương đương với 8 mẫu, ví dụ nó rất là rộng lớn. Thì ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng này đã bốn vị Phật rồi, tức là Đức Phật Các Cú Sanh Thá cũng chứng đắc vô thượng chánh giác ở chỗ đó, rồi Đức Phật Conagamana cũng chứng đắc vô thượng chánh giác ở đó, Đức Phật Kassapa, Đức Phật Gotama, sau này Đức Phật Mettayá cũng chứng đắc ở chỗ đó. Nên cái đây là có một điểm bất di bất dịch, không gì vậy. Cho nên một số nghe được cái vậy quan hỷ lắm, nói là do cái phước này con xin được tái sanh về Bồ Đề Đạo Tràng. Cũng để tái sanh về Bồ Đề Đạo Tràng rồi cái theo cái sứ giải á, thì 5.000 năm thì tất cả xá lợi của Đức Phật là quy tụ về cái Bồ Đề Đạo Tràng này, và xá lợi đó sẽ từ trong xá lợi thuyết pháp ra, chúng mọi người sẽ thuyết pháp ra, mà thuyết là 7 ngày 7 đêm, và chúng sanh thành đạo rất là nhiều, và sau đó xá lợi bốc cháy tan biến luôn. Thì nghe vậy một số quan hỷ nó nói gì, xin cho 5.000 năm con tái sanh về Bồ Đề Đạo Tràng để con nghe pháp. Mình xin nhớ nha, 5.000 năm mà tái sanh về Bồ Đề Đạo Tràng đó để mà nghe pháp chứng đắc đạo quả đó, con người không bao giờ chứng đắc được, bởi vì con người lúc đó không còn niềm tin Đức Phật Tam Bảo rồi. Ác pháp nó tăng lên đến mức độ mà khủng khiếp. Vào thời đó đó thì mấy vị tỳ khưu đó, có vợ có con, đi cài mướn, đi chăn nuôi, đi làm đủ công chuyện hết, nó không khác gì người đời, chỉ có cái là để chứng tỏ mình người tu là có miếng vải vàng dán trên vai hoặc là dán trên cạo áo để cho chứng tỏ là nhà tu. Thì hiện tượng này bây giờ đang có đó nha, bây giờ đang có đó. Ngay cả nước Nhật vậy cũng có cái nhóm gọi là Tân Tăng, rồi ở nhóm Đại Hàn với nhóm khác cũng có luôn, tức là hòa thượng thượng tọa vẫn có vợ, vẫn ấy, vẫn làm chính trị, vẫn làm kinh doanh, khi mà cúng là đắp y vô thôi là cũng là hòa thượng thượng tọa. Nó tương tự bây giờ, tương tự cái một số tu sĩ ở mấy nước khác đó, ở Việt Nam thì cũng nhóm một số đó. Nó không khác gì là những mục sư của Tinh Lành. Một sư Tinh Lành có vợ có con nha, ở trong chùa, ở trong nhà thờ đàng hoàng nha. Bây giờ quý vị biết cái nhóm mà gọi là cái nhóm mà như tăng mà gọi là Cổ Sơn Môn đó, Cổ Sơn Môn. Cổ Sơn Môn. Bây giờ vẫn còn nha, bây giờ vẫn có nha, ở Bà Rịa đó, ở Bà Rịa cũng có. Và ở mấy vùng mấy vùng sâu vùng xa ở miền Tây đó, như định tường đó, cũng có.
Đi cúng thì cái đi cúng mặc áo khoác vô cúng Địa Tạng hay là Vu Lan hay là gì đó. Nhưng mà về nhà vẫn có vợ có con, mà vợ con vẫn ở trong chùa nha. Vẫn có nuôi heo, vẫn là vẫn ở trong chùa, cái chùa đàng hoàng. Người gọi là cổ sơn môn mà ở Bà Rịa cũng có rồi, cũng có. Và có lần sư lãnh ghé qua bên đó, sư vô trong đó. Vị này cũng là cổ sơn môn. Và vợ thì may vá, làm nghề thợ may. Còn trong chùa thì nuôi heo, heo mà. Ở Bà Rịa nè, ở đường Điện Bình nè, vẫn có nè. Nhưng nghe có cổ sơn môn này. Và mỗi lần đi cúng là cũng đắp y lên, cũng này kia, cũng là hòa thượng, cũng thượng tọa như thường. Thì vào lúc đó thì người ta không có còn tin vào Tam Bảo đâu, không tin vào Bán Sơn nữa đâu. Bởi vì cũng giống như họ thôi, cũng đi làm ruộng, cũng đi kinh doanh, cũng đi săn bắn, cũng đi bắt cá được nghe. Cũng đâu có gì đâu, cho nên không có niềm tin, mà đã không có niềm tin thì không thể chứng đắc đạo quả. Cho nên nói là sao 5.000 năm cũng tái sanh về Bồ Đề Đạo Tràng. Làm phước ước nguyện vậy, cũng có thể sanh về Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng mà sanh làm người không bao giờ chứng đắc được đạo quả. Chứ đừng nói sinh vào Bồ Đề Đạo Tràng thành cắt cát thì nhông hay là cô rắn rít nằm đó thì càng thua nữa. Nên ước nguyện cái nữa, ước nguyện không có đúng. Tưởng là hay mà té ra nó chẳng có hay ho vậy trời. Nó rất nguy hiểm. Cứ ước nguyện trước đất nước Niết Bàn đi, chừng nào trước đất nữa thì là ấy rồi. Không có cái bị cái lầm lẫn ở chỗ đó.